Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2024, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức trọng thể tại quảng trường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cảnh tượng đông đúc tại trung tâm thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố lớn khiến nhiều người bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ rằng người dân đã về quê nghỉ ngơi sau đợt nghỉ dài ngày. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Israel đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình chưa từng có sau khi tiếp tục có thêm các con tin bị Hamas bắt giữ ở dải Gaza thiệt mạng. Thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ rơi trực thăng chở cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi và 8 người khác hôm 19 tháng 5. Chúng tôi xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin thời sự tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay mùng 2 tháng 9, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội để kỷ niệm 79 năm Quốc khánh. Sau đây là phần điểm lại những nội dung đáng quan tâm trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay mùng 2 tháng 9, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội để kỷ niệm 79 năm Quốc khánh. Đúng 6 giờ, nghi thức thượng cờ bắt đầu trong bầu không khí trang nghiêm. Lá quốc kỳ được kéo lên trong tiếng nhạc tiếng quân ca. Lễ thượng cờ là khoảnh khắc thiêng liêng gây xúc động mà nhiều người dân thủ đô và du khách thường đón đợi để được chứng kiến. Trong ngày 2 tháng 9, có 30.575 lượt người vào lăng viếng Bác, trong đó có 231 lượt khách nước ngoài. Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, song Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng, Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách quốc tế vào lăng viếng Bác thuận tiện, an toàn. Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân trên cả nước được nghỉ liên tiếp 4 ngày. Đây là dịp lễ dài ngày cuối cùng trong năm nên nhiều gia đình sống tại Hà Nội tranh thủ đưa con em đi du lịch về thăm ông bà, quê hương trước khi năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình chọn ở lại thủ đô tham gia các hoạt động vui chơi dịp lễ mùng 2 tháng 9 và hưởng trọn không khí mùa thu. Tại các điểm tham quan hay các tour trải nghiệm đã thu hút rất đông người dân và du khách. Báo cáo cuối cùng của Hội đồng tối cao Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cho biết, nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi là do điều kiện thời tiết và khí hậu, cũng như là thời tiết phức tạp vào mùa xuân. Theo kết luận điều tra, sự xuất hiện đột ngột của khối sương mù dày đặc khiến trực thăng đâm vào núi. Theo báo cáo, không có dấu hiệu phá hoại ở các bộ phận và hệ thống của trực thăng. Công đoàn lao động lớn nhất Israel đã kêu gọi tổng đình công trong ngày 2 tháng 9 nhằm gia tăng sức ép với chính phủ, nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas ở dải Gaza và đưa các con tin về nhà. Hiện Israel đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình chưa từng có sau khi tiếp tục có thêm các con tin bị Hamas bắt giữ ở dải Gaza thiệt mạng. Phần điểm tin ngày 2 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.